Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử thay cho thẻ giấy, gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ được làm bằng nhựa, kích cỡ tương đương thẻ ATM nhưng được gắn chip điện tử lưu trữ thông tin người tham gia, thuận lợi cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh khi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh được lưu lại trên thẻ. Đặc biệt, thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho phép xác thực người bệnh bằng thông tin sinh trắc học, vân tay, khuôn mặt nhanh chóng, chính xác.